Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đi núi nữa mọi người. Đường đá này. Mình ở quê này mà làm ăn ở tỉnh núi nữa mọi người. Nè, đường đá này mùa khô nha mọi người. Mùa khô này đi được rồi. Leo đá. Mà dân ở đây thì nó có xe con nông rồi nè. Quý lắm mọi người. Chờ bất cứ đôi gì nó được hết. Nhưng lượng bên đá này nó đi hết. Xe này là người thành phố không có nha mọi người. Người quê mới có. Ở Tây Nguyên mới có xe này nè. Người quê là thích lắm xe này mọi người. Đi đường đá này, đi đường lũng này. Đây là kênh tết rồi mọi người ha. Nè, đây lên dốc cho mọi người. Nằm rải ở trên núi mọi người. Nói chung là ở Tây Nguyên là nhiều nhất cái xe công nông này mọi người. Xe hai cao mà dốc neo lên được lắm mọi người. Bậc cao là không được. Dốc rất xa luôn. Mùa này là có khô rồi.
bị lên rất cao đấy mọi người. Đây rồi. Nó lấy nó cái giường hay là nó hai bằng mẹ à. Lên rất cao đây mọi người. Đá không? Nghề làm nông là rất khó nha mọi người, khó lắm. Vừa chưa được vừa lên dốc rồi.
chào mọi người, nếu xem video hay thì mọi người đăng ký kênh nha mọi người, đăng ký kênh like nha mọi người.